Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Cường Lê. Nay em giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà phố tân cổ điển, nội thất đúng chất, luxury vị trí tại khu dân cư Dream Riverside, cách quận 7 chỉ 2,5 km và di chuyển về chợ Bến Thành 14 km thôi. Và xin mời quý anh chị cùng nhìn mặt tiền của căn nhà phố tân cổ điển. Có diện tích ngang 5, dài cho 16m, xây dựng một trệt, 3 lầu, công năng sử dụng, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ và 5 toilet, sân thượng trước sau. Đường nội khu 8m, hai xe ô tô né nhau và khu dân cư đồng bộ rất là đẹp nha quý anh chị. Xin mời quý anh chị tiến vào bên trong nhà. Căn nhà này sẽ được thiết kế một gara ô tô rộng rãi, quý anh chị có thể đậu được mọi loại xe bán tải. Bên trên là không gian phòng khách được ngăn cách ra giữa lan can kiến cường lực nha quý anh chị. Và đây là không gian phòng khách rất là xịn sò luôn nha, với một bộ sofa rất là đẹp và rất là lớn nha quý anh chị. Tường thì đi những phào chỉ và trên trang trí bức tranh và có máy lạnh. Đối diện là kệ tivi có rất là nhiều ngang trang trí và cũng có sẵn cho mình một chiếc tivi rất là lớn luôn nha. Bên trời chúng ta sẽ có một bàn trang trí rất là đẹp nha quý anh chị. Không gian bếp, đây là thiên đường cho các chị nội trợ. Có đầy đủ trang thiết bị tủ lạnh Cyberside, tủ đồ khô, bếp điện từ, máy hút mùi. Và đặc biệt có một chiếc máy rửa chén cho các chị luôn. Đó, rất là xịn nha. Và trên thì có lò vi sóng. Đối diện là một bộ bàn ăn 6 ghế ngồi. Mảng tường bên này thì cũng được trang trí rất là đẹp nha quý anh chị. Sau cùng của căn nhà này là một phần giếng trời phủ đài cây xanh và một toilet nha. Xin mời quý anh chị tiến theo Cường lên trên tầng 1 nha. Quý anh chị đang xem kênh Bất Động Sản Cường Lên, kênh giúp em. Và cùng em theo dõi đến cuối video clip. Sảnh hành lang trên tầng 1 cũng được trang trí những phào chỉ rất là đẹp và có bức tranh luôn nha quý anh chị. Căn phòng ngủ phía trước, cửa gỗ, cửa phòng ngủ là cửa gỗ nguyên khối nha. Có đầy đủ trang thiết bị nội thất âm tường nha quý anh chị. Từ giường ra nệm, tủ quần áo, máy lạnh, kệ tivi và bàn trang điểm. Đặc biệt căn phòng này sẽ có một ban công thư giãn rất là rộng rãi luôn nha. Và mỗi phòng ngủ sẽ được thiết kế một toilet riêng biệt nha quý anh chị. Tương tự như căn phòng ngủ phía trước, phòng này cũng có nội thất đầy đủ âm tường rồi nha. Trên tầng 2 cũng sẽ gồm hai phòng ngủ và đều được trang bị nội thất như ở tầng 1 nha quý anh chị. Xin phép quý anh chị chúng ta sẽ tiến lên khu vực tầng 3 luôn nha. Tầng cuối cùng sẽ có một phòng thờ ngay chính giữa và phía sau là sân phơi nha quý anh chị. Và sân thượng trước thì rất là thích hợp cho gia đình cùng nhau tổ chức tiệc BBQ cuối tuần. Nhà này chỉ hơn 9 tỷ thôi, quý anh chị đã sở hữu ngay một căn nhà tân cổ điển đúng chất, nội thất luxury nha. Và quý anh chị đến xem căn nhà này hãy liên hệ cho em Bất Động Sản Cường Lên 0937 889 880, em có ghém bên trái của màn hình. Và bây giờ em cũng xin kết thúc video. Xin chào.